hồn mà. Tôi chết sớm rồi sao ra hồn dưới chừng vậy hả? Dạ con không dám. Nhưng mà bữa giờ con điều tra kỹ lắm rồi má. Điều tra? Mà điều tra gì? Đêm hôm tự nhiên đi điều tra? À, dạ không phải, ý con là con tìm hiểu kỹ lắm rồi. Bữa giờ con thấy má cứ tới nửa đêm á, là má cứ đi qua đi lại cái hành lang này nè, phải là ít là 10 lần á. Nó cứ lục đục vậy hoài, con tưởng ăn trộm, con toàn là phải cất canh không á. À, vậy ăn trộm đi. Nhưng nhà tôi muốn đi ra đi vô đi tới luôn được quyền của tôi. Mắc mới gì không ngủ đi, tự nhiên canh chứ vậy hả? Thì tại má cứ lục đục thôi. Có chuyện gì thì mai nói sau đi. Sao vậy má? Ủa, về phòng là hướng này mà má. Má đi đâu vậy? Bộ dạng cứ thật thà thật thò, chắc chắn là có chuyện gì giống mình. Thì chuyện là như vậy đó. Má, má nhắc con nghe lại lần nữa căn bệnh của má được không? Má bị bàng quang tăng hoạt OAB, cơ sàn chậu suy yếu. Má đi khám bệnh đó, bác sĩ ông nói như vậy đó. Trời ơi, thì ra đó là lý do mà hàng đêm má hay chạy trong hành lang. Rồi mỗi lần mà má cười nói hay là má hoạt động mạnh á, là má sẽ... Nó trào ra, nó không có cầm lại được con biết không? Đó, bây giờ con thử đặt vào địa vị của má coi, coi con có hay nổ vào hay không. Con mời má ăn cơm. Hình như mấy nay á, con thấy má không có được khỏe. Má ăn nhiều nhiều vô cho lại sức nha má. Có gì đâu, tại trái gió trở trời cho nên cho người má tí hơi có chịu chút xíu thôi mà. Dạ. Có gì hết á. Ăn cơm đi con. Má ngẫm lại á, con thấy cũng lâu lắm rồi ba má con mình á mới có dịp ngồi ăn đông đủ vậy á má. Đúng rồi đó, lâu lắm rồi mấy ông đàn ông mới đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho phụ nữ chúng ta. Ăn cơm đi. Má, con biết là dạo này á má buồn lòng vì tụi con á đứa nào cũng bận bịu. Hay là má ráng thư thả cho tụi con thêm mấy ngày nữa được không má? Con á sắp hoàn thành dự án ở công ty rồi. Còn bé Vi á thì cũng thi học kỳ xong. Có gì á, lúc đó tụi con rảnh rỗi rồi á, tụi con sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ba má, để chăm sóc cho ba má. Má tha lỗi cho tụi con nha. Má mới biết rồi. Thôi hai đứa con ăn ăn đi con, ăn đi. Má sao vậy? Dạo này lúc nào má cũng khó chịu tụi con hết. Khó ở. Tôi đã nói là tôi không có sao rồi. Có gì đâu mà khó chịu. Thì lâu lâu cái người nó vậy thôi. À má, tự nhiên con chợt nảy ra ý kiến này nè. Hay là mình ăn xong bữa cơm này á, rồi nhân dịp á chỉ có ba người phụ nữ nhà mình ở nhà á, thì con sẽ lấy xe cho ba má con mình ra công viên chơi, được không má? Được, đi công viên hả? Em thích lắm, em thích chơi cầu tuột nè, đĩa bài nè, tàu lượn siêu tốc nữa. Má, má đi tàu lượn siêu tốc nha má. Ôi, bà muốn tôi chết hay sao mà đi tàu lượn siêu tốc. Thôi, ăn xong rồi hai đứa muốn đi đâu đi, má cho đi đó. Không, nhưng mà con muốn đi với má à. Dạ đúng rồi đó, nhưng mà tôi nói tôi mệt. Không, bây giờ con cần thi rồi má không đi chơi với con luôn sao má kỳ vậy? Bây giờ tôi nói tôi mệt. Hai đứa muốn đi đâu đi đi. Má. Thôi. Má. Má cái gì? Đất quỷ thần ơi, tôi thương cô quá mà, tôi lo cho cô, tôi tin tưởng cô, có cái gì tâm tư thầm kín tôi nói hết cho cô nghe. Trời đất ơi, mà cô nghĩ lòng nào, cô đi kể hết cho con nghe. Trời đất, có chuyện bệnh không? Dạ không phải, tại vì con cũng nghĩ nhiều cách để giúp má mà con không có cách nào hết trơn á, cho nên con mới hỏi tụi em Vi coi biết cách nào giúp cho má. Cách cái gì? Đúng là sống nhà lá mà, nhờ chị hỏi con mới có cách giúp má đó. Dạ đúng rồi đó má. Tên tên con tặng má. Cái gì đây? Đây là ít niệu khang, sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Golet đến từ Thụy Sĩ.
Sản phẩm này có chiết xuất từ hạt bí đỏ Bebo và mầm đậu nành. Sản phẩm này có thể giúp má giảm tiểu đêm nè, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ, hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB nữa. Chưa hết đâu nha, theo kết quả nghiên cứu lâm sàng tại Hàn Quốc, có tới 96% số người sử dụng Colet có sự giảm rõ rệt về số lần đi tiểu nữa đó. Trời ơi, hay quá ha. Mà con đi làm ở nhà thuốc hay sao con rành quá vậy? Dạ không có đâu má. Lúc nãy hai chị em tụi con ra nhà thuốc, xong rồi tụi con có hỏi kỹ về sản phẩm này lắm, và dược sĩ họ cũng tư vấn rất là cặn kẽ, cho nên tụi con mới dám mua cái này về cho má sử dụng á. Với lại con có một người bạn, ba của bạn con cũng bị triệu chứng giống má, nên là uống xài thấy ok, cho nên là mới giới thiệu cho con đó. Rồi, má cảm ơn hai chị em nhiều nha. Thôi để má đi lấy nước uống nha. Nhưng mà cái công dụng của thuốc á, thì sau bao nhiêu lâu nó có hiệu quả vậy con? Dạ, cái này á, má uống sau khoảng từ 6 đến 8 ngày á, thì sẽ giảm hẳn xuống lần đi tiểu. Rồi khoảng sau 3 đến 4 tuần ha, là ban đêm á, có khi là má không có đi tiểu lần nào luôn, hoặc là chỉ đi tiểu một lần thôi. Nhưng mà má ráng duy trì uống từ 3 đến 6 tháng á, thì sản phẩm này mới có hiệu nghiệm nha. Ừ, vậy ha, thì thôi bây giờ má đi lấy nước má uống thuốc nha. Ủa khoan, gì nữa đây? Mình phải đi tái khám trước đã má, còn sản phẩm này sẽ sử dụng sau nha. Alo, bác sĩ ơi. Dạ em chào bác sĩ. Hôm nay em đến đây em nhờ bác sĩ tư vấn giúp em về bệnh tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát. Đáng lý hôm nay thì em sẽ dẫn mẹ em theo, nhưng mà do mẹ em cũng hơi ngại á, cho nên em đến đây một mình. Dạ gần đây mẹ cứ bị những cái triệu chứng như là tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát hay tiểu đêm. Rồi mẹ lúc nào cũng lo lắng, rồi bất an vì lúc nào cũng sợ là nước tiểu sẽ xoắn ra quần. Thì không biết có nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này không bác sĩ? Cho tôi hỏi thêm là bệnh nhân được mấy người con? Dạ mẹ em đang có hai người con. Hai người con đều là sanh thường hết hả? Dạ. Ở nhà đó là bệnh nhân công việc sao? Làm nghề gì? Mẹ em hiện tại là nội trợ ạ. Làm đang nội trợ ha. Ngoài ra bệnh nhân có sốt hay là tiểu gắt gì không? Dạ không, mẹ em không có những cái hiện tượng khác. Chỉ là bị tiểu xoắn và tiểu đêm nhiều thôi. Có hay bị tiểu ra quần luôn không? Em thì không có bắt gặp trường hợp đó. Nghe qua bệnh sử của bệnh nhân thì mình có thể nghĩ cái trường hợp đầu tiên đó. Thường mình nghĩ nhất đây là một cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt tính. Nó làm cho bệnh nhân là đi tiểu rất là nhiều lần, tiểu xoắn, rồi thậm chí là đi tiểu đêm. Và có những lúc mà nếu mình không đi kịp nó sẽ tiểu ra trong quần luôn, hoặc là át xì một cái hoặc gắng sức thôi là có thể là đi tiểu ra trong quần mà không có kiềm chế được. Đó, thì cái chuyện thứ hai nữa mình có thể nghĩ trong những trường hợp nặng hơn, có thể bệnh nhân là đang tiểu không kiểm soát khi gắng sức. Hai cái bệnh lý này thì thật sự ra rất là dễ phân biệt. Và khi mình phân biệt ở mức độ như thế này thì để là hướng trong cái quá trình điều trị thôi. Khi mình nghe tới cái bệnh lý của bệnh nhân thì có thể nghĩ nhiều đó là cái một cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt tính. Vậy bác sĩ ơi, bác sĩ cho em hỏi cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt tính đó có nguy hiểm không bác sĩ? Thường cái bệnh lý này thì nó không phải là bệnh lý ác tính. Do đó thực sự là nó không có nguy hiểm. Nhưng mà điều trị của nó thì cần một cái sự kéo dài và kiên nhẫn của bệnh nhân. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi thêm á, là bệnh mà tiểu xoắn nè, tiểu nhiều lần á, thì có cách điều trị như thế nào ạ? Trường hợp là bệnh hoang tăng hoạt tính đó, thì cái điều trị của nó bao gồm phương pháp điều trị không dùng thuốc và phương pháp điều trị dùng thuốc hoặc là can thiệp khác. Trong cái phương pháp mà điều trị không dùng thuốc thì ở bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ là lớn tuổi. Thì thường khi lớn tuổi á, cái cơ nó sẽ yếu đi. Do đó để khắc phục trường hợp này thì thường mình sẽ cho bệnh nhân tập các bài tập về sàn chậu. Thì những cái bài tập này á, thì thường mình sẽ gặp đến cơ sở y tế và có nhân viên chuyên khoa, hoặc là gặp tôi sẽ tư vấn về kỹ về các bước tập. Thường có 4 bước để tập cơ sàn chậu. Chuyện thứ hai nữa là trong vấn đề về sinh hoạt thì là phải tăng cái lượng rau sơ cho bệnh nhân ăn uống, tập luyện thể dục, hạn chế các cái chất kích thích, đặc biệt ví dụ như cà phê, trà, những cái chất kích thích khác, thì nó sẽ giúp điều trị tốt hơn cái bệnh lý về bàng quang tăng hoạt tính này. Còn nếu như trong trường hợp mình đã áp dụng các phương pháp không dùng thuốc mà nó kém hiệu quả hoặc không hiệu quả, thì lúc đó mình có thể sử dụng phương pháp sử dụng thuốc, ví dụ sử dụng thuốc tây. Thì ở đây thường chúng tôi sử dụng cái loại thuốc là kháng cholinergic, nó làm cho cái cơ bàng quang giảm co thắt, thì giúp bệnh nhân kiểm soát tốt hơn về vấn đề đi tiểu.
Đó, thì ngoài ra hoặc là một số trên thị trường có cái loại thảo dược nó cũng giúp làm giảm cái triệu chứng đi tiểu trong cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt tính. Vậy bác sĩ ơi, mình nên lựa chọn loại thảo dược như thế nào ạ? Thì thường nay trên thị trường mình có cái loại thảo dược mà nó chiết xuất từ cái hạt bí đỏ và cái mầm đậu nành. Thì nó có cái hoạt chất gọi là Golex. Thì hiện nay bên Hàn Quốc đó, thì người ta nghiên cứu, thực hiện một cái nghiên cứu lâm sàng, người ta chứng minh là có 96% bệnh nhân có hiệu quả cái dùng cái thuốc thảo dược này để làm giảm cái số lần đi tiểu. Thì nếu mình ngại sử dụng thuốc tây do tác dụng phụ hoặc là điều trị bằng các phương án mà không sử dụng thuốc nó kém hiệu quả, mình có thể thử sử dụng cái loại thảo dược Rolex này để mà thấy cái hiệu quả. Dạ em cảm ơn bác sĩ, hôm nay đã tư vấn tận tình cho em. Nếu mà sau này em có bạn bè, người thân hay gia đình của em mà có thắc mắc về căn bệnh bàng quang tăng hoạt OAB thì nhờ bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Thì không phải riêng chị mà kể cả là người thân của chị hoặc bạn bè chị hoặc bất cứ ai mà khi có các triệu chứng liên quan đến cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt tính thì cứ alo bác sĩ nghe. Có gì ăn không má? Mùi gì ta? Trời ơi! Ui, khét nẹt hết rồi! Ta má mình dạo này sao ta? Mẹ gọi cứ đi đâu rồi? Đâu trời? Trời đất ơi! Sao mà má để điện thoại ở nhà nữa ta? Mấy nay má làm sao ta? Má ơi má! Có cơm chưa má ơi? Đói bụng quá à, sắp đi làm rồi. Giờ chưa về nữa ta? Dạ alo. Dạ phải hả? Đi lạc hả? Chị ơi, chị phải nhanh nhanh lên. Dạ dạ, và anh cho em địa chỉ là em đi ra liền ạ. Nhanh đi, em còn về trông con chị ơi. Dạ dạ rồi, em cảm ơn ạ. Anh đợi em xíu nha. Vậy nha. Bác ngồi đợi đi, con bác sắp ra rồi đấy. Vậy số đó đúng chưa? Đúng rồi ạ. Tưởng chưa đúng tôi cho số khác nữa. Thôi ạ, cho số khác thì có mà đến tối ạ. Thôi số này đúng rồi, chị sắp ra rồi đó. Vậy hả? Dạ. Sao, thế bác ăn gì chưa? Ăn gì hả? Ăn rồi, hôm qua ăn rồi. Ăn hủ tiếu rồi. Thế hôm nay sao? Thì bữa nay ăn rồi hay chưa ta? Ăn rồi đi, chứ chưa ăn là con cũng không có gì cho bác ăn đâu. Vậy. Thế sao? Có khác không? Khác? Không, ăn hủ tiếu rồi uống sữa luôn rồi. Ăn uống rồi hôm qua rồi. Hôm nay mà. Hôm nay hả? Hôm nay Thôi đừng khát, cũng không có gì cho cô uống đâu, cho bác uống đâu. Con bác sắp ra đấy, yên tâm đi. Trời đất ơi, kêu nó ra làm chi? Nó ra nó thấy tôi vậy, rồi nó nhăn nữa, phiền quá. Thôi để tôi về. Thôi đứng, bây giờ bác lẫn như thế này sao mà về được? Để chị ra chị rước về. Tôi đâu có lẫn đâu,
tôi đâu có lẫn đâu. Không lẫn mà lấy giờ nói làm con lóng hết cả người đây này. Cố gắng đợi đi, chị sắp ra ở đấy. Để tôi đi về. Đi về, chúng tôi con tôi nó chờ. Bác như thế này sao mà về được. Cố gắng đợi chị ra đón đi. Được, để tôi đi về. Nhà hướng này. Không phải. Hướng này. Không, bác. Bây giờ bác lẫn như thế này sao mà con để bác về được. Cố gắng đợi chị ra đi. Không, nhà tôi hướng. Không nhớ được thì thôi bác ạ, chị sắp ra tới nơi rồi. Để tôi thôi, đi hướng này. Hướng ghế này. Thôi bác cố gắng đi, chị sắp ra rồi. Má. Ủa, Lan. Con. Má đi đâu đây vậy? Má đi. Đi chợ. Đi. Má đi chợ. Rồi. Dạ. Chào anh, má tôi. Má chị cái gì? Chị làm sao mà trông má không cẩn thận gì vậy? Để má chị đi suốt từ sáng giờ nè. May mà gặp được tôi á. Mới đi mà. Thì từ sáng đến giờ thì là lâu chứ sao. Dạ tại em có tí việc cái về không thấy má đâu hết. Lo quá trời lo. Mà hơn gặp được anh, cảm ơn anh nhiều. Không hơn nghĩa đâu, tí cho xin số điện thoại. Má thấy trong người sao rồi má? Má thấy trong người má khỏe. Không, má không sao. Má không sao. Má đi. Má đi chợ. Dạ, má đi chợ. Rồi cái má thấy sao tự nhiên chóng mặt. Rồi cái tự nhiên gặp cậu này. Cậu này gọi điện thoại quá trời. Cái con ra. Tại bác đọc sai quá trời nên là con phải gọi quá trời đó. Chứ đọc đúng là gọi được luôn á. Dạ. Thôi không sao hết. Để em đưa má về. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Trông má cẩn thận nha. Dạ. Đi chợ á, má mua nhiều thứ mà con thích lắm á. Nào là bông cải xanh nè, rồi bí đỏ nè. Nên con coi nè, về nấu con ăn nghe. Nè, con coi nè. Dậy sớm vậy má? Hả? Má cả đêm có ngủ miếng nào đâu mà dậy sớm với dậy trễ. Má thấy đói bụng, má dậy má nấu miếng mì ăn nè. Mà sao ăn không có nổi? Không biết ăn rồi hay chưa mà sao nó đói bụng mà lại không có muốn ăn. Không ấy, con ăn đi rồi đi học. Đi học? Con đi làm 8 năm rồi mà đi học gì nữa má? Con nè, nói tới cãi không à. Thì con phải đi học, rồi con mới ra trường, rồi mới đi làm. Con nhớ không? Con hay ước ao sau này con lớn, con làm luật sư, đúng không? Dạ. Vậy sao bây giờ con cãi? Cãi hoài. Má mét ba đập cho một trận về cái tội cãi cha cãi mẹ bây giờ. Ba mất lâu rồi mà má. Nè. Trù cho ba mày chết sớm phải không? Quá quắc rồi. Ngồi đó đi. Má lên má kêu ba mày xuống. Chuyện này là chết nha con. Ủa má, đừng có đi ra ngoài đường. Cái gì? Ngồi đó đi. Ổng xuống ổng dạy mày. Dạy mồi một trận. Má ơi. Má bị làm sao ta? Không xong rồi. Alo, bác sĩ ơi. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, hôm nay thì em cũng dắt mẹ em tới đây để mong bác sĩ tư vấn cho mẹ với em một vài thông tin. Tại vì gần đây á, mẹ em có hay quên lắm. Thì không biết là mẹ em đang bị bệnh gì, những cái bệnh gì liên quan. Tôi không biết có bệnh gì không mà sao tôi cũng cố nhớ mà sao nó hay quên quá bác sĩ ơi. Những cái triệu chứng của bác vừa kể thì có nhiều khả năng nghĩ bác là mắc cái bệnh gọi là cái bệnh Alzheimer. Cái bệnh này là một cái dạng bệnh sa sút trí tuệ mà thường gặp nhất ở người lớn tuổi. Bệnh đó là bệnh gì ta? Dạ,
Alzheimer là bệnh như thế nào bác sĩ? À, cái Alzheimer là đây là một cái bệnh lý về thần kinh mãn tính. Nó là do cái thoái hóa những cái tế bào của vỏ não cũng như các cấu trúc liên quan, nó ảnh hưởng đến cái khả năng trí nhớ về nhận thức, mà thậm chí là ảnh hưởng tới cái hành vi, đặc biệt mà ở những người lớn tuổi. Thì cái bệnh này thường gặp ở những người mà trên 65 tuổi. Càng lớn tuổi thì cái nguy cơ mắc bệnh càng cao. Thì ví dụ như ở cứ 60 tuổi thì có chỉ 5% mắc bệnh, nhưng mà khi mà lên 85 tuổi thì có đến là 1/3 số người đã bị mắc cái Alzheimer này. Thì cái bệnh lý này cũng tương đối là nguy hiểm nếu mà chúng ta không có chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Hiện tại thì chưa có cái thuốc nào mà chữa hẳn giúp cái căn bệnh này. Nhưng mà không biết làm sao mà cái nguyên nhân làm sao mà nó đưa tới cái bệnh này. Mình cũng ăn uống ngủ nghỉ bình thường mà bác sĩ. Hiện tại thì khoa học vẫn chưa có tìm được cái nguyên nhân nào cụ thể để mà gây ra cái căn bệnh này. Tuy nhiên, người ta thấy là có một số yếu tố nguy cơ. Khi mà người bệnh có nhiều cái yếu tố nguy cơ thì khả năng mắc bệnh càng cao. Ví dụ như là tuổi. Như đã nói thì tuổi càng lớn thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Cái thứ hai là yếu tố về gia đình. Như trong gia đình mình có cái người thân mà mắc bệnh, ví dụ như là anh chị em ruột chẳng hạn mà mắc bệnh, thì cái nguy cơ mắc bệnh của mình cũng cao. Cái vấn đề là về giới tính. Ví dụ như là nữ thì thường là mắc bệnh có khả năng nhiều hơn là nam. Và còn một cái vấn đề nữa là nó liên quan tới cái thói quen của mình. Ví dụ một số người có lối sống không lành mạnh, ví dụ như là ít vận động thể lực, hoặc là ăn uống những cái thực phẩm mà có nhiều chất béo, hoặc là ăn ít cái thực phẩm mà có chất chống insulin quá, như là rau xanh chẳng hạn ha. Hoặc là sử dụng hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích là một cái yếu tố nguy cơ quan trọng mà gây nên bệnh. Hoặc là có những cái bệnh lý mãn tính kèm theo, ví dụ huyết áp, tiểu đường, mỡ máu chẳng hạn, là cũng nó rất là nguy cơ dẫn đến cái bệnh lý này. Vậy thì khi mà mắc bệnh thì cái triệu chứng của nó là gì bác sĩ? Đúng rồi đó. Cái bệnh Alzheimer này thực chất cái triệu chứng nó rất là đa dạng tùy theo giai đoạn bệnh. Ví dụ như giai đoạn mà sớm nhất á, nó chưa có ảnh hưởng tới trí nhớ, thì bệnh nhân lúc đầu là rất là khó nhớ tới mấy cái sự kiện mà ở gần, xảy ra ở gần, hầu như rất là khó nhớ, không có thể mà nhớ thêm được thông tin mới. Đúng và rồi. Có rất là giảm tập trung chú ý, rất là thờ ơ với mọi người xung quanh. Khi mà cái giai đoạn nó nặng hơn một chút nữa thì nó ảnh hưởng tới ngôn ngữ. Tức là bệnh nhân rất là khó tìm cái từ mà để diễn đạt cái suy nghĩ của mình, hoặc là nó ảnh hưởng tới khả năng nói, khả năng viết luôn. Rồi không nhớ được những sự kiện ở quá khứ, không có biết được cách sử dụng những đồ vật thường ngày mà mình đã sử dụng mỗi ngày. Rồi nếu mà càng nặng hơn nữa thì có thể quên luôn cái người thân của mình trong gia đình. Rồi có thể là thay đổi hành vi luôn, ví dụ tối đi lang thang giống như là triệu chứng của bác như vậy đó. Rồi có thể là có cái thái độ không có thích hợp, ví dụ như là hung hăng hoặc là khó chịu với người thân trong gia đình của mình. Còn giai đoạn cuối cùng là giống như là người bệnh gần như là mất hết cái chức năng á, có thể là phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái người chăm sóc của mình, thì nó có thể dẫn đến mấy cái biến chứng rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong cho người bệnh nếu mà mình nằm một chỗ, có thể là nhiễm trùng, suy kiệt ha, còn nhiều cái biến chứng rất là nguy hiểm. Con ơi con, vậy là má thấy nó nguy hiểm quá, con hỏi bác sĩ coi có cái cách nào để chữa không, chứ giống người điên quá, má sợ lắm. Vậy giờ ví dụ như cái bệnh này thì cách điều trị như thế nào hả bác sĩ? Cái bệnh Alzheimer này thì hiện tại chưa có cái thuốc để mà điều trị dứt điểm cũng như là chữa khỏi hoàn toàn bệnh là không thể. Nhưng mà mình có những cái thuốc và những cái phương pháp để mà làm chậm tiến triển bệnh, với lại nâng cao được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Thì chúng ta phải phối hợp nhiều biện pháp. Cái đầu tiên là dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Cái thứ hai là phải chăm sóc người bệnh. Cái thứ ba là phải có cái chế độ dinh dưỡng cũng như là cái chế độ tập luyện hợp lý. Thì đối với cái chế độ dùng thuốc thì thuốc nó có rất là nhiều loại, nhưng mà mình phải là điều trị liên tục và suốt đời, tùy theo cái, chứ không được mà thấy giảm bệnh rồi mình không điều trị nữa, mình không có theo cái chỉ định thì cái bệnh nó có thể là diễn tiến nặng hơn. Còn cái quan trọng là cái sự chăm sóc của bệnh nhân với người nhà, tại bệnh nhân hầu như là mất hết cái kiểm soát về hành vi của mình. Giai đoạn nặng là phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, do đó mà cái người thân thì phải theo dõi sát, với lại tạo một cái môi trường an toàn cho bệnh nhân, tránh xa những cái vật dụng mà có thể là gây nguy hiểm cho bệnh nhân.
là phải hàng ngày phải nói chuyện với bệnh nhân, với lại phải gợi nhớ cho bệnh nhân, ví dụ như mỗi ngày phải hỏi, ví dụ như là mẹ đã ăn cái gì rồi, có thay đồ chưa, hoặc là có rửa mặt hay chưa, là để mà gợi nhớ cho bệnh nhân. Cái thứ ba là phải hỗ trợ về cái vận động cho bệnh nhân, tại vì ở giai đoạn nặng thì hầu như là bệnh nhân rất là dễ té ngã và ảnh hưởng đến cái phối hợp, cái động tác đó. Nếu mà nặng nữa thì phải là chăm sóc giống như cái người nằm, gọi là nằm liệt giường á, thì mình phải thay đổi tư thế thường xuyên để tránh loét rồi tránh nhiễm trùng cho người bệnh. Thấy nguy hiểm quá. Thôi để có gì con về con nghe bác sĩ, con làm nhiều cái để cho má cố gắng giảm bớt bệnh. Vậy ví dụ như nếu mà bây giờ mình có cái cách nào để phòng ngừa bệnh không bác sĩ? Ừ, đúng rồi đó. Ừ. Thì cái bệnh này là cái bệnh về mãn tính và lâu dài. Cái cách điều trị thì mình chưa có tìm được cái nào gọi là điều trị dứt điểm. Tuy nhiên có rất là nhiều cách phòng ngừa mà người ta chứng minh thấy nó có hiệu quả trong ngăn ngừa cái bệnh lý Alzheimer này. Cái đầu tiên là mình phải có nhiều cái hoạt động kích thích cái hoạt động trí não, ví dụ như đọc sách mỗi ngày hoặc là đọc báo để mà ghi nhớ, tăng khả năng ghi nhớ. Mình phải ghi chép lại cái lịch sử làm việc hàng ngày của mình, đó là một cách để ghi nhớ. Cái thứ ba nữa là về cái chế độ tập luyện thể dục hàng ngày, bởi vì tập luyện nó còn giúp cái hoạt động não bộ nó ghi nhớ tốt hơn và nhận thức tốt hơn. Tức là điều đặn thể dục mỗi ngày ít nhất 30 đến 60 phút, ít nhất là 5 ngày trong một tuần. Thì tùy theo cái khả năng vận động với lại cái thể lực của mọi người mà mình chọn cái môn thể thao phù hợp với mình. Thì cái thứ ba là những cái hoạt động xã hội á, mình phải tăng cường, ví dụ như là hoạt động về đội nhóm tham gia cái câu lạc bộ, hoặc là những cái hoạt động tình nguyện chẳng hạn, rồi tăng cường gặp gỡ bạn bè người thân chẳng hạn. Đó là cái một cách để mà tăng trí nhớ và hành vi của mình. Cái tiếp theo mà cũng rất là quan trọng là chế độ dinh dưỡng. Người bệnh á, và ngay cả những người mà chưa mắc bệnh á, thì chúng ta phải ăn một cái thực phẩm mà nó gọi là nó có nhiều cái chất chống oxy hóa như đã nói, nhiều rau xanh, nhiều trái cây, những cái thực phẩm mà có rất là có lợi cho việc cho não bộ, trong đặc biệt là trong cái việc ghi nhớ. Ví dụ những các loại đậu, các loại hạt nó có nhiều acid folic và có nhiều vitamin D. Rồi đó là những cái cách mà quan trọng, với lại quan trọng nhất nữa là cái omega 3. Cái nữa mà mình hay thấy là mình phải giảm stress, những công việc hàng ngày nó gây stress, stress về tinh thần, là stress về thể chất đều có thể gây ảnh hưởng trực tiếp và có nguy cơ bị Alzheimer nếu chúng ta bị lâu dài. Là cái mà thường mà chúng ta phải đảm bảo đó là ngủ đủ giấc mỗi ngày. Có những cái biện pháp mà rất là đơn giản mà mọi người đều có thể làm được mỗi ngày. Vậy tốt quá, nghe bác sĩ nói vậy rồi má cũng thấy khỏe nữa. Tự nhiên nghe bác sĩ nói cái tự nhiên con thấy không có lo được cho má gì hết trơn. Để con cố gắng sắp xếp thời gian và chăm sóc cho má. Có gì má chia sẻ với con nhiều hơn. Rồi có gì hai má con cố gắng nha má. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho em cũng như là má em hiểu thêm về cái căn bệnh này. Thì ví dụ như có bạn bè hay là người thân gì liên quan đến bệnh Alzheimer á, thì em sẽ liên hệ với bác sĩ, có gì bác sĩ tư vấn và hỗ trợ giúp em nhé. Không những em, người nhà, bạn bè em hay bất kỳ ai mà có vấn đề gì về Alzheimer thì cứ alo bác sĩ nghe.